Máy bay Israel dội hỏa lực không kích dải Gaza đáp trả vụ tấn công bằng rocket. Máy bay Israel đã mở cuộc không kích nhắm vào cơ sở sản xuất vũ khí, cơ sở hạ tầng ngầm của nhóm phiến quân Hamas. Sau khi hai quả đạn rocket được bắn từ phía dải Gaza vào Ashkelon, quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích ở dải Gaza nhằm vào nhóm khủng bố Hamas vào sáng ngày 23 tháng 10 giờ địa phương, sau khi hai quả rocket được bắn vào lãnh thổ nước này bởi những kẻ khủng bố Palestine. Nguồn tin đồng thời cho biết máy bay chiến đấu của IDF và các máy bay khác đã tấn công một cơ sở sản xuất vũ khí và cơ sở hạ tầng ngầm của Hamas. Căng thẳng leo thang ở miền nam Israel sau khi IDF tuyên bố phát hiện một đường hầm bên trong lãnh thổ Israel được đào từ dải Gaza. Người Palestine đã sử dụng các đường hầm dưới lòng đất để buôn lậu dưới mọi hình thức đến Gaza, cũng như mang vũ khí cho các chiến binh từ Hamas và các nhóm khác. Các chiến binh cũng đã sử dụng các đường hầm để tiến hành các cuộc tấn công bên trong Israel. Quốc gia duy trì sự phong tỏa trên đất liền và trên biển đối với Gaza, với lý do các mối đe dọa từ Hamas. Người phát ngôn quân đội Israel, ông Jonathan Kanukas cho biết, đường hầm mới bắt nguồn từ thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza, kéo dài qua biên giới Israel. Ông Kanukas nói thêm, chúng tôi chưa thấy điểm thoát ra khỏi đường hầm. Vì vậy, bạn có thể suy ra rằng mục đích không phải để những kẻ khủng bố xuất hiện từ vị trí đó, mà là xa hơn bên trong Israel. Các phần tử khủng bố người Palestine đã bắn rocket trong đêm ngày 22 tháng 10 nhằm vào thành phố Ashkelon và khu vực lân cận ở bắc dải Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết một quả đạn đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không Iron Dome. Quả đạn thứ hai dường như đạp xuống một cánh đồng trống, không có thương tích hoặc thiệt hại đã được báo cáo. Israel tăng cường kiểm soát an ninh xung quanh dải Gaza từ năm 2006, khi phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố thành lập chính quyền riêng ở vùng đất này. Căng thẳng thường bùng lên trước dịp lễ Nakba 15 tháng 5, khi các tay súng Hamas nã rocket vào lãnh thổ Israel và bị Tel Aviv đáp trả bằng những chiến dịch ném bom trên đất liền. Một miên, theo Times of Israel.